수로 빠져 Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà đã thất thủ với tỷ số 1-4. Một cơ hội dứt điểm đi, không được. Tỷ số là 2-1. Thành Hương. Cú treo bóng của Thành Hương đánh đâu? Lâu rồi, không được. Rất bình tĩnh để hãm ngược. Văn Quyết. Cắt mặt. Sút bóng. Lần này số cuối một của Anglo Lloris để nào từng thi đấu cho Paris Saint-Germain.